Hôm nay chúng ta sẽ nói về những cuốn sách ngắn, trinh thám mà các bạn có thể đọc được trong một ngày nếu ví dụ chỉ cần ngồi đấy và đọc thôi ấy. Nó là những cuốn sách mà rất dễ đọc, ngắn gọn và nó mỏng, trông nhìn nó đỡ ngại hơn. Thế ra mình đã từng có làm một cái video về những cuốn sách ngắn dành cho những người kiểu bận rộn không có thời gian đọc sách thì có thể đọc những quyển sách nó ngắn gọn nhưng mà nó vẫn đủ hay, vẫn khiến mình cảm thấy muốn đọc, tức là nó vẫn có cái sự hấp dẫn ý, chứ không phải là theo kiểu trông nhìn nó ngắn thì mình chúng ta đọc. Nhưng mà đây là những quyển đấy mình đã giới thiệu trong cái video khá là lâu rồi, sẽ để cái link bên dưới. Thì trong video đó thì mình nói chung các cuốn sách chứ nó không không có kiểu gọi là chỉ có trinh thám mà có các thể loại khác nữa. Nhưng với video này thì mình sẽ tổng hợp một vài cuốn sách trinh thám mà mình đã đọc và mình cảm thấy nó rất là ngắn và dễ hiểu và cũng rất là hay, rất là đáng đọc. Dĩ nhiên là sẽ vẫn có những video update đấy là trong tương lai khi đọc thêm nhiều cuốn khác. Còn bây giờ thì sẽ là hiện tại sẽ những cuốn này là những cuốn mà mình sẽ recommend, là những cuốn mà mình thích, rất là thích đọc. Cuốn đầu tiên là cuốn Vụ án Sô-cô-la của Anthony Berkeley. Đây là một cuốn sách trong một series về một thanh tra thám tử, không phải thanh tra nhầm, về một thám tử trong thời xưa. Đây là một truyện trinh thám cổ điển, suy luận, nó chính là một cái kiểu suy luận dành cho những ai rất thích truyện trinh thám suy luận. Cái kiểu chuyện này thì mình cũng thấy khá là bất ngờ bởi vì cái cách cấu trúc, cách tác giả sắp xếp với câu chuyện này. Vụ án ở đây đó là liên quan đến sô-cô-la. Có một cái sự việc xảy ra dẫn đến là cái anh chồng tên là Bendix, anh ta mang cái hộp sô-cô-la này về và anh ta cùng với cả vợ ăn cái sô-cô-la này. Thế là cuối cùng thì anh ta thì ăn một ít cho nên anh ta cảm thấy rất là đau khổ, anh ta tự cảm thấy người có vấn đề. Nhưng may là được bác sĩ chữa trị kịp thời. Trong khi đó thì cô vợ lại tiếp tục ở nhà ăn thêm nhiều viên sô-cô-la này nữa và cuối cùng là cô chết. Rồi người ta mới ra là trong sô-cô-la này nó chứa độc. Thế là bây giờ chúng ta phải biết, phải tìm ra được thủ phạm gây án, động cơ là gì, tại sao lại gửi sô-cô-la đấy. Và cái vấn đề đấy là sô-cô-la này ban đầu được gửi cho một ngày cho một người đàn ông khác và cái anh này lại không thích, anh này cảm thấy rất là bực bội khi mà bị gửi sô-cô-la cho mình ý. Thế nên là có cái anh Benedict đang ở đấy, anh Benedict mới muốn là mang sô-cô-la về cho vợ ăn. Thế nên đây có thể là vụ án đang nhắm vào cái anh mà được sô-cô-la gửi đến chứ không phải là anh Benedict. Nhưng mà nó có thể là một trong những rất là nhiều những cái động cơ mục tiêu mà các bạn có thể tha hồ mà suy luận của mình. Bởi vì chuyện này nó lại có theo cái kiểu có trước là chúng ta có một cái hội nghiên cứu tội phạm. Hội nghiên cứu tội phạm này có 5 thành viên tất cả. Thành viên đầu, người chủ chốt, người hội trưởng tên là Roger Sheringham, là cũng là cái nhân vật thám tử mà kiểu xuyên suốt trong cả cái series của tác giả Anthony Berkeley này. Bởi vì mình mở ra thì cuốn này là cuốn thứ 5 hay là thứ mấy trong cái series này đấy. Và đều nói về cái anh thám tử đấy, anh Roger Sheringham. Và anh ta có tổ chức một cái hội nghiên cứu tội phạm này. Và trong hội này có 5 thành viên, toàn những người rất là lỗi lạc và những người cũng rất là đam mê về tội phạm và có cái kiến thức về tội phạm này, nghiên cứu tội phạm. Có luật sư này, một bà viết kịch này, tiểu thuyết này, hai người viết tiểu thuyết này. Một cái anh này thì không biết làm nghề gì và có anh Roger Sheringham. Và câu chuyện đây nó theo kiểu là mỗi người sẽ họ họ sẽ được đưa ra là có một tuần tất cả để nghiên cứu và để chắp ghép và để các thể loại làm việc và mỗi người sẽ đưa ra một cái giả thiết của riêng mình và diễn thuyết trước hội này. Và chúng ta có 50 tất cả thì sẽ có 5 bài diễn thuyết, 5 thủ phạm, 5 động cơ. Không, động cơ thì có thể là trùng nhau đấy nhưng mà hình như là 5 động cơ mà không nhớ nữa. 5 thủ phạm này, 5 động cơ và 5 cái cách chứng minh khác nhau của từng người mà mỗi mỗi người này đều có cái cách tiếp cận vụ án thông qua các cái góc nhìn khác nhau từ những cái bước khởi điểm khác nhau để dẫn đến được thủ phạm, chứng minh được thủ phạm là người đó ấy. Họ phải đưa ra các cái luận điểm để chứng minh cho và thuyết phục cả cái hội đấy là đấy là thủ phạm. Vậy nếu cả hội này mà phản biện lại và chúng ta bảo vệ được cái luận điểm của mình ý, và khiến cho cả hội được thuyết phục ý, thì khi mà tất cả mọi người đồng ý thủ phạm là người đó thì cái người đấy sẽ là thủ phạm đúng không? Thì hội sẽ báo cảnh sát.
kiểu như vậy. Bởi vì cảnh sát bây giờ nó bó tay với vụ án này rồi, cho nên là phải nhờ sự trợ giúp của hội tội phạm này. Và đây là một cái kiểu mình rất là thích, là ở chỗ là đây là lần đầu tiên là mình đọc là dạng mà mỗi một cá nhân trong truyện, mà nhưng mà trong truyện sẽ trình bày ra cái phương pháp và cái cách họ chứng minh người đó là thủ phạm của vụ án như thế nào, và họ sẽ phải tìm mọi cách để thuyết phục hội, cả hội đấy là thủ phạm ấy. Và nó không có cái mâu thuẫn hay cái gì nhá, chuyện này nó không có gọi là tạo mâu thuẫn hay là gì giữa các nhân vật để tạo ra câu chuyện đâu, mà chỉ đơn thuần là chúng ta được đọc về, được lắng nghe các nhân vật này họ trình bày cái phương pháp của họ, cái phương pháp điều tra của họ như thế nào, trình bày cái luận điểm của họ như thế nào, và cuối cùng kết luận ra được thủ phạm là ai. Đó là cái điều mà rất là hứng thú, mỗi người lại có một cách riêng ấy. Tuy nhiên là họ hơi hoa mỹ, phải nói là cái bài diễn thuyết của họ nó rất là hơi dài dòng ấy, nó theo kiểu họ nói một cách theo kiểu văn chương hoa mỹ trịnh trọng, nó rất là dài dòng, chỉ kiểu nói với một tóm lại một đại một cái ý ngắn thôi, nhưng họ có thể viết nói trình bày rất là dài, rất là hùng hồn, nói mãi mà không đi thẳng vào vấn đề ấy. Mặc dù có những người họ nói ra là chúng tôi sẽ muốn đi thẳng vào vấn đề luôn, nhưng mà cái cách họ đi thẳng vào vấn đề thì nó vẫn rất là dài dòng. Và có một cái nữa là họ hay 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 theo kiểu là không bao giờ tiết lộ thủ phạm chúng ta luôn, mà sẽ là nói lắm một đống rồi đó, một chàm chà, sau bắt đầu một chúng ta mới đi đến kết luận thủ phạm là ai đấy, thì nó có thể khiến đôi lúc là hơi sốt ruột đấy. Tuy nhiên là mình có đoán gần đúng, thực ra mình cũng có một số những cái giả thuyết nó trùng với cả một số những giả thuyết của những người trong hội này. Khi mà chúng ta có các cái dữ kiện mới đầu ấy, thì người đọc sẽ không có các dữ kiện của vụ án đâu, nhưng mà đến khi mà nghe qua những cái trình bày của tất cả những người trong hội này ấy, thì chúng ta bắt đầu người đọc sẽ có những cái dữ kiện của vụ án và dần dần tự hình thành những cái quan điểm của bản của mình. Thế thì mình có hình thành những tầm hai hai dự hai giả thuyết gì đó, và cũng không phải đến với chân của sư lệnh, nhưng mà mình có đúng một giả thiết. Cuốn sách rất hay. Cuốn tiếp theo là cuốn Vụ án mặt bên hồ của Higashi Nakego, rất là mỏng, một cuốn sách rất là ngắn gọn mà nó rất là thú vị. Nó có nhất nhất nhiều điểm tương đồng với cả cuốn Án mạng trên núi Phú Sĩ, nhưng mà mình thì cá nhân mình thấy là Án mạng trên núi Phú Sĩ nó sẽ có độ phức tạp hơn và nó sẽ khó đọc hơn, nó sẽ không phải đọc nhanh như cuốn này. Cuốn này đọc rất là nhanh, mình có thể đọc trong 1 2 ngày là mình đọc xong rồi, mà đấy là mình còn có những việc bận khác như mình còn đi làm mình nọ. Với cuốn Vụ án mạng bên hồ này thì nói về nhân vật chính là cái anh Namikishi Junsuke. Ở một cái khu biệt thự hồ này là nhóm các ông bố bà mẹ tổ chức một trại ôn luyện cho 4 đứa trẻ chuẩn bị kỳ thi quan trọng ở trường trung học nổi tiếng. Đây là một nơi rất là biệt lập, cô lập, và chỉ có mấy người này thôi, mấy người lớn này thôi. Và đột nhiên có một vụ án mạng đã xảy ra, và nó có liên quan tới cả anh Junsuke này, bởi vì nạn nhân là liên quan đến anh Junsuke. Nhưng mà anh Yusuke cuối cùng đã bị bắt ép phải tham gia vào một kế hoạch kinh khủng của nhóm ông bố bà mẹ này. Tuy nhiên thì nó cũng là vì lợi ích của anh ấy thôi, anh ấy bắt buộc phải làm như vậy. Nhưng anh ấy vẫn cảm thấy có gì đó nó không được khớp lắm, có gì đó nó không ổn, bởi vì anh cảm thấy rằng là họ bố ông mấy ông bố bà mẹ kia họ có một cái gì nó gắn kết hơn ý, họ cả có cái gì đó nó khiến họ ngay lập tức là phải đồng ý nhập cuộc, đồng ý che giấu cái vụ án mạng đấy, và kể cả nhá vợ anh cũng như thế. Đây là đang nói đến cái người mà gần gũi nhất với cả Junsuke mà còn như thế. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra đây, thực sự đang có chuyện gì xảy ra, bởi vì Junsuke không phải là người chứng kiến vụ án mạng xảy ra, Junsuke chỉ vô tình bị vạ lây mà thôi. Người thực sự chứng kiến vụ án mạng xảy ra lại chính là cô vợ, và có thể là cả mấy cái người kia nữa. Và họ đang cùng nhau che giấu một cái gì đó, họ đang giấu giếm gì đó với anh Junsuke này. Họ không nói hết tất cả mọi sự thật cho anh Junsuke. Thực sự thì ý đồ của họ là cái gì? Đó là cái điều Junsuke đang rất là tò mò và rất muốn được biết rõ hơn. Như này thì thực sự là rất là khó. Vì vậy mà Junsuke mặc dù nhá là cảm thấy có gì đó rất là nghi ngờ đáng sợ, nhưng vẫn phải hùa theo nhóm người này, vẫn phải làm theo sự này. Tuy nhiên anh cũng độc lập tự điều tra một mình để xem là chuyện gì đang thực sự xảy ra đây, có gì đó rất mờ ám, rất là đáng nghi ngờ, chứ không nó chỉ đơn giản là như là những gì họ nói với anh. Và cái đấy là tạo ra cái không khí của chuyện rất là sợ nhé. Mình khi mà đọc ấy, mình cảm thấy sợ ở cái chỗ là
khi mà anh chưa quay cảm thấy mấy người kia là họ họ kiểu có gắn kết với nhau, họ như kiểu một cái hội nhóm gì đấy, mình cảm thấy cũng ghê ấy. Nên kiểu giáo mấy chuyện giáo phái, mặc dù mấy chuyện giáo phái mình không thích lắm, nhưng mà cái cảm giác mà có một cái giáo phái và chúng ta bị ép vào đó, rồi chúng ta cảm giác nhận được là có sự tồn tại đấy, và nếu mình có vi phạm cái gì đó mình sẽ chết chẳng hạn đấy, cái kiểu nó cảm giác như vậy với cái cuốn này. Mặc dù cuốn này không phải giáo phái đâu thật, nhưng mà ý mình đây là nó được cái cảm giác như kiểu có giáo phái, nó rất là đen tối, và khi về sau chúng ta biết được cái sự thật nữa thì nó lại, mặc dù nó không phải đen tối như kiểu giáo phái, nhưng mà nó cũng có cái kiểu kinh dị như thế, nó là một vấn đề xã hội thôi và làm mình rất là sốc. Còn về thủ phạm đến về sau thì tác giả cũng bắt đầu có cái gọi là một chút những cái gợi ý khiến cho mình có thể suy suy ra được có lẽ đấy chính là thủ phạm. Cuốn tiếp theo của sách mà mình đã có review rất là chi tiết và cũng là một cuốn sách mà mọi người, nhiều người đã muốn mình đọc bởi vì nó quá là kinh khủng, đó là cuốn Dạ Thủ Đô Thành của Abiko Takemaru. Cuốn sách này, nói thế nào nhỉ, tóm tắt lại trong một vài từ là lạnh gáy và kinh tởm. Hãy chú ý nhất đó chính là từ kinh tởm ở đây nhé. Nếu các bạn có thực sự là cảm thấy có thể nuốt được một những cái chi tiết rất là gory, rất là máu me, nó không gọi là máu me đâu, nó không phải cái chi tiết máu me, nhưng mà nó chi tiết nó rất là kinh khủng ấy, cảm thấy không quá buồn nôn và không bị dị ứng với một số những cái hình ảnh ở đây, nếu mọi người kiểu hình dung ra những cái hình ảnh đó ấy. Đây câu chuyện nói về một tên giết người hàng loạt, nhưng cái cách hắn giết người thì rất là đáng cần phải chú ý, và cũng là lần đầu tiên khi đọc cuốn này thì mình được đọc về cái chứng đó, cái chứng bệnh đấy, chứng bệnh tâm lý đấy của cái tên giết người này. Và mặc dù cái chứng bệnh đấy thì mình có thể hình dung ra được như nào, tuy nhiên là ở trong chuyện này tác giả còn thể hiện ra được những cái hành động của tên giết người này, thể hiện hắn là người có những cái chứng đó, có triệu chứng của cái chứng bệnh đó, và chính cái hành động đấy nó mới là điều đáng kinh dị, đáng sợ, và nó ngày càng leo thang cơ, về sau nó càng càng leo thang, mà nó là cái điều rất là kinh dị, rất là khủng khiếp. Đặc biệt là không nên đọc cuốn này trong khi ăn mọi người ạ, nhớ nhé, không nên đọc cuốn này. Với cuốn này thì là điểm nhìn từ tên giết người hàng loạt này, điểm nhìn từ bà mẹ này, nghi ngờ con mình chính là tên giết người hàng loạt này, và điểm nhìn của ông cảnh sát đã về hưu, ông ấy cảm thấy tội lỗi, cảm giác lương tâm, ông ấy điều tra vụ án. Mình cá nhân thấy là điểm nhìn của ông thanh tra này khá là chán và nó không có tác dụng gì trong chuyện cả, có thể bỏ đi được. Điểm nhìn bà mẹ khá là hay và điểm nhìn của tên giết người đương nhiên là hay nhất rồi. Và phần twist của chuyện thì hơi nó đúng là một cái twist rất rất là sốc và không thể đoán được. Tuy nhiên là mình cảm thấy nó không được khớp với cả chuyện lắm, không được tự nhiên ý, mà nó hơi bị gượng. Sau đó thì tác giả cũng không có một cái sự giải thích rõ ràng nào. Không, vẫn có cái giải thích ở cuối truyện, là có cái phần như kiểu phần giải thích của một ai đó tên là Kasai Kiyoshi, một ông nào đấy chắc là đọc cuốn này và đã giải thích. Thì nghe giải thích thì cũng hợp lý thôi, tuy nhiên là cái twist này nó xảy ra một cách rất là đột ngột và nó không có những cái dấu hiệu để cho thấy là cái twist này có thể xảy ra được, nên là tự mình thế cũng, nhưng mà dù sao ấy cũng là một cuốn sách rất là đáng đọc, cho đến tận cái trang cuối cùng khi mà nói về cái twist thì là không được ổn lắm thôi, nhưng thực sự là mình thấy đây là một cái kiểu mà chuyện nó khai thác tâm lý của một cái dương loài cũng khá là thú vị đấy, vì cái cách mà hắn nghĩ về thế nào khi làm việc đó, cái thực sự hắn cảm thấy gì, những cái sang cái tổn thương tâm lý gì trong tương trong quá khứ mà dẫn đến hắn như bây giờ và mắc cái triệu chứng như vậy, nó rất là đáng buồn nôn luôn, kinh tởm, phải nói từ kinh tởm ấy. Cuốn tiếp theo là cuốn Bóng Ma Trên Phố Ginza, vụ án mộng kỳ bí xứ Phù Tang. Đây là cuốn tuyển tập truyện ngắn duy nhất trong cái trong mấy cái trong video này, trong cả tất cả những cuốn sách đây, thì đây là cuốn truyện ngắn và mình rất là recommend cuốn truyện ngắn này, mặc dù mình biết là có nhiều người sẽ không thích. Có cũng có trước mình có làm cái video năm ngoái là hướng dẫn đọc truyện ngắn kinh dị và trinh thám ấy, thì trong đấy mình có nói về cuốn này, thì cũng có một bạn cũng có comment là cuốn này thì nó hơi nó theo kiểu bình thường và
nhiều cái nó hơi vô lý hay sao ấy, và nhàm chán à. Đấy, có thể có nhiều người sẽ cảm thấy thì đấy là nhiều người nghĩ thế nhá. Với cá nhân mình thì mình thấy cuốn này khá là hay, nó rất là độc đáo ở chỗ là hầu như tất là đa số các câu chuyện ở trong cuốn này thì đều có tận dụng cái kỹ xảo về ánh sáng ấy, mà mặc dù mình không rõ là cái những cái đấy nó có thể thực tế đến mức độ nào, tuy nhiên là nó rất là thuyết phục mình trong chuyện này, trong bối cảnh của những câu chuyện này nhé. Cách giải thích này và cái cách án mạng xảy ra này, nó mới đầu thì cảm giác nó rất là siêu nhiên, tại sao lại có thể như thế được, thủ phạm là một người, là người hay là thần hay là có phép thuật gì, có khả năng gì đặc biệt không. Nhưng mà đến khi mà giải thích bằng những cái kiến thức về khoa học và vật lý, đặc biệt là về ánh sáng, chế sử dụng các kỹ xảo về ánh sáng ấy, thì mình lại thấy đó nó rất là đơn giản để không ngờ luôn ý. Và đó là điều mình thích, mình thích là những vụ án mà chơi nghe có vẻ phức tạp, mình có vẻ thần thánh, thực ra là chỉ có thể chỉ cần giải thích bằng khoa học và những cái gì rất là bình thường trong đời sống hàng ngày thôi là đã có thể thực hiện được rồi. Nó cũng hơi giống với kiểu chuyện Conan, mình thấy nhiều chuyện Conan dạng cảm giác như thần ấy, nhưng mà kiểu chỉ là dùng các cái kỹ xảo rồi các cái thủ thuật ấy là có thể thực hiện được ấy. Và dĩ nhiên là mức độ thực tế ấy, thì nó có thể bằng không rồi, nó không thể thực hiện được ngoài đời kiểu như vậy. Nhưng mà mình có thể đồng ý là trong cái bối cảnh những câu chuyện này thì nó có thể xảy ra được như vậy, và nó vẫn thuyết phục mình và mình cảm thấy rất là hay. Chính là cái bất ngờ của mình là nằm ở cái cách gây án, làm thế nào để gây án được, làm thế nào để tạo ra được những cái điều đó khiến cho người khác nghĩ rằng là đấy là siêu nhiên, đấy là nó có cái gì đó nó kỳ bí bí ẩn, mà thực tế thì nó lại đơn giản thì không ngờ. Và đây là nói chuyện ngắn thì rất dễ đọc luôn. Mình cứ sợ đọc truyện ngắn, thực ra là đến khi mà mình đọc truyện ngắn, quyển truyện ngắn trinh thám thế này rồi thì nó rất là hay. Có lẽ là mình không biết được truyện ngắn nó ở những cái thể loại mình không thích đấy. Còn về cuốn này nữa thì mình nhớ là có một cuốn cái chuyện mà mình không thích nhất trong chuyện này là có tất cả là 8 quyển tất cả, trong đó có chuyện người vợ ma, đúng không? Mình nhớ lúc chuyện người vợ ma là cái chuyện mình không thích nhất vì nó chả có cái gì cả, nó không có gì đặc biệt trong cái chuyện này, nó không phải trinh thám thì chuyện đấy thì có thể đúng là dạng nhàm chán và không có gì thật, nhưng mà những chuyện còn lại thì rất là hay và mình cực kỳ là recommend của sách này. Có một cuốn nữa là kể Sách như Mộng Du gì ấy, thì quyển này tệ thật đấy, mình gửi nó chẳng có cái gì để trinh thám trong cuốn sách đấy cả, mà cũng có thể trên nó, tức là nó tập trung nhiều về khía cạnh là tâm lý tội phạm hơn, nhưng mà kể cả nói về tâm lý mình cũng không thích ấy. Nó cứ cảm giác kiểu gì không hay ấy. Nhưng cuốn này thì đúng cái kiểu suy luận điều tra mình rất là thích. Cuốn tiếp theo là cuốn Cô gái đến từ Milan của Giorgio Sbandico, đây là một cuốn trích nắm cổ điển của Ý, và nhân vật điều tra ở đây là một anh bác sĩ tên là Lamberti. Anh này tên là Duca Lamberti. Sau khi trợ tử cho một bệnh nhân, Duca bị buộc tội giết người, bị tước bằng bác sĩ và ngồi tù 3 năm. Mãn hạn tù, anh được sắp xếp công việc điều trị tâm lý cho con trai của ngài kỹ sư nổi tiếng, cậu David, 22 tuổi. Đằng sau về bất cần và sự nghiện ngập của chàng trai trẻ là một bí mật khủng khiếp liên quan đến cái chết của những cô gái xinh đẹp. Điều này đã thôi thúc Duca và David bắt tay vào cuộc chiến tìm kiếm, vạch trần vỏ bọc về một cuộc sống tươi đẹp ngọt ngào đang diễn ra tại Milan hào nhoáng. Lần đầu tiên mình đọc một truyện trinh thám của Ý, và mình nó có một cái nét rất là thi vị đấy, nó không phải cái kiểu của Pháp. Và mình nhớ là hồi mình đọc review về cuốn này thì mọi người đều nói là cái phần đầu nó khá là lama, nó hơi dài dòng một chút, nó không phải vụ án luôn ý. Và công nhận cái phần đầu nó hơi dài dòng, nó hơi kiểu nói về cuộc sống cái gì gì, cũng không không tập trung gì, nó cũng không có án mạng gì đâu. Okay. Là ở mở đầu chuyện thì có một cái cuộc gọi về một cái người là phát hiện xác của một người phụ nữ hết, nhưng mà sau đến đấy là kiểu như vậy là phần mở đầu. Sau bắt đầu vào chương chính của chuyện thì là về anh Duca Lamerti này, anh ấy nhận cái công việc là trông cho là tìm được cái nguyên nhân tại sao cậu David kia lại nghiện rượu, và hóa ra là cái nguyên nhân cậu nghiện rượu ấy nó không phải đơn thuần là cậu ấy thích rượu hay là cậu ấy nát rượu gì đâu, mà chỉ là cậu ấy đang cảm thấy rất tội lỗi về một vụ việc liên quan đến cái chết của một cô gái trẻ 1 năm trước. Và lúc đấy khi mà Duca đã bắt đầu tìm ra được vụ đó, tìm hiểu về cái vụ đó thì
cảm thấy rằng có một cái gì đó mờ ám hơn, và nó không chỉ đơn thuần là cái chết của một cô gái trẻ nữa rồi. Đó, thì đấy là cái mà mình khá là thấy thú vị ở cuốn này. Và cái anh Duca này, anh ấy nhìn, anh ấy tức là từ những cái rất là nhỏ như thế và anh ấy có thể suy ra được cả một kế hoạch thâm sâu nào đấy. Và đó chính là một án mạng xảy ra 1 năm trước, và bây giờ phải lật lại 1 năm trước như thế nào. Cái hay ở chỗ ấy là khi mà anh Louis Amity, anh ấy nói với cả ông bố của cậu David này, anh ấy nói rằng là không phải đơn giản là cậu David này cậu ấy lại nghiện rượu đến mức như vậy. Chắc chắn phải ẩn sau đấy là một cái nguyên nhân tâm lý, lý do về mặt tâm lý như thế nào đấy khiến cho cậu ấy mới phải nát rượu đến như thế. Vì cậu ấy rõ ràng là trông rất bình thường, cậu không có một cái kiểu những dấu hiệu cho thấy rằng cậu ấy là dạng nát rượu và chơi bời bài bạc đâu. Và vì vậy mà anh Duca, anh đã đồng ý là anh ấy xem, điều tra, là tìm hiểu xem tại sao, làm thế nào để cho cậu làm cậu David này cũng ngừng nghiện rượu, ngừng uống rượu đi. Và mình rất là thích cặp đôi này ở trong cuốn này, trong cả quá trình họ đi điều tra án mạng này. Rồi cái cậu David này, cậu cũng là một người rất tốt mà, thế là cậu ấy vẫn lại luôn làm theo mọi những cái yêu cầu và mệnh lệnh của anh Duca. Ngoài ra thì trong sau đó thì trong chuyện còn xuất hiện về sau một cái nhân vật nữ, một cô gái này, thì cô này là dạng khá là liều lĩnh. Và nó có một cái đoạn mà về sau cô ấy sẽ được làm mồi nhử ấy. Rồi cô cũng gặp nguy hiểm, và mình cũng hơi khá là lo sợ cho mạng sống của cô ấy nữa. Cái chuyện nó gọi là suy luận thì nó cũng không hẳn là có suy luận gì, có suy luận thì một chút thôi. Về sau về anh Duca, khi anh ấy phát hiện ra cái bí ẩn đằng sau ấy, mọi thứ ấy, anh ấy nhìn những cái tưởng chừng như là nó chẳng có cái gì, nhưng mà nó lại đưa lộ ra được rất nhiều điều để chứng minh được rằng đây có thể là án mạng, và nó còn làm cái gì đó nó còn to hơn như thế nữa ấy. Đấy, thì cái phần suy luận nó ít hơn, nó không còn nhiều đâu. Rồi về sau gần như nó sẽ theo kiểu về mặt nói chuyện này, tâm lý nhiều hơn là chính, sau đó là lại một chút hành động. Đấy, thì nó sẽ là cái kiểu như vậy, chứ nó sẽ không có dạng suy luận trinh thám cổ điển như là cái cuốn vụ án Sô-cô-la gì. Và vì vậy mà có một cái cách biết mình cũng rất là thấy hấp dẫn, mình cảm thấy là dễ đọc, và mình rất là mong muốn, hy vọng rằng là có thể xuất bản thêm, Phúc Minh có thể xuất bản thêm những cuốn sách khác trong cái series về cái anh Duca Lamberti này. Cuốn tiếp theo là cuốn Bức tranh kỳ quái của Ukecho với Henae là cái gì? Henae, mới đầu mình cứ nghĩ Henae là người tên người dịch, nhưng mà tự dưng bây giờ mình nhớ ra tên người dịch là Trần Phương Hằng. Cái Henae là cái gì? Thôi thì cứ gọi là Ukechu. Henae là chắc là tên gốc, bản gốc Ukechu. Cuốn này thì mình chắc là cũng nói mấy lần rồi sao ấy. Thì với cuốn này thì nó là nói về những bức tranh và bí ẩn với bức tranh đó, và đằng sau những bức tranh đấy sẽ ẩn chứa được bí mật gì. Và chuyện là bốn một chuyện nhỏ không hề riêng biệt nhé. Chúng ta tưởng là riêng biệt nhưng thực ra nó có những cái liên kết với nhau. Chuyện này sẽ giải thích cho chuyện kia, và cứ như vậy mẹ đến cuối cùng thì sẽ là một chuyện giải thích cho tất cả, khởi đầu cho tất cả từ đầu cho đến về sau của câu chuyện. Đấy, chúng ta bắt đầu nhận ra được các nhân vật quen thuộc xuất hiện trong chuyện này, và cũng là xuất hiện chuyện kia, kết nối chấp nối nó lại để thành ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Và trong mỗi chuyện này đều có những bức tranh, và từ những bức tranh đó là để cùng nhau, để chúng ta cùng suy luận ra được không phải thủ phạm nhé, để suy luận ra là sự thật nó là cái gì, đang có chuyện gì xảy ra ở những gia đình này, ở cái câu chuyện này. Mình thích ở chuyện 1, chuyện 2 rồi chuyện 4 này, nhưng mà để cái chuyện thứ 3 ấy, có chuyện 3 là nó đúng cái kiểu điều tra ấy, nó là điều tra án mạng, nhưng mà nó hơi quá là nhìn bức tranh đấy và phát ra nó như thế. Sau đó cái cách mà để nói rằng là nạn nhân vẽ những bức tranh đấy trong khi thủ phạm đang cố làm hại nạn nhân ấy, thì cảm giác nó không được thuyết phục cho lắm, vì dù thế nào thì không thể đến cái mức mà nạn nhân có thể ở trong trường như thế lại còn vẽ mình những bức tranh như thế được ấy. Nó không được hợp lý. Thế thì cho nên là
cái chuyện ba ấy, mặc dù nó cũng hay, nó thấy theo cái kiểu riêng của nó nhưng mà nó bị ảo quá, nên là nó sẽ không cảm giác được thuyết phục chúng ta lắm. Tuy nhiên là phải công nhận cái chắp nối, chắp ghép ra được cái cách những cái bí ẩn từ những cái bức tranh đó thì nó siêu thật. Và sau đó thì đọc đến chuyện thứ tư là cái chuyện đen tối nhất, là cái chuyện mấy chuyện đấu nó còn chưa đến mức đen tối, nó vẫn chỉ là theo cái kiểu bình thường, là có ở nó có vấn đề gì về tâm lý này, cảm thấy là ở có án mạng. Nhưng mà đến về sau, đến cái chuyện 4 này giải thích cho tất cả ấy, thì mới thấy cái là toàn bộ câu chuyện này có thể kinh khủng đến mức nào, có thể đen tối nào. Và chuyện này nó nói về giáo dục, nói về không phải giáo dục đâu, nói về về những cái sang chấn của trẻ con, những cái chấn thương, tổn thương tâm lý của trẻ con, mà nó sẽ ảnh hưởng nào tới cái đứa trẻ đấy trong tương lai, trong cái khi nó thành lớn rồi ấy, thì những cái đấy nó ảnh hưởng, lại tạo ra một cái ảnh hưởng rất là tiêu cực và đến cái cuộc sống của những đứa trẻ đó, là nó sẽ dẫn đến những cái bi kịch ở trong chuyện này. Những bức tranh trông có vẻ nó rất là vô tội thôi, nhưng mà khi nhìn đằng sau thì nó lại thực sự một cái gì nó kinh khủng hơn rất nhiều ấy. Cuốn tiếp theo là cuốn Kẻ Sát Nhân Ở Số Nhà 21 của Stanislav Andrei Steeman. Cuốn sách này là nó có một cái kiểu hài hước, một dạng hài hước nào đấy, đặc biệt là khi cảnh sát trong chuyện này thì rất là phế và bị tác giả tô vẽ lên thành những con người vô cùng mà lố bịch và ngu ngốc và không có một cái kỹ năng điều tra gì đặc biệt ý. Còn về các nghi phạm là trong chuyện này thì họ sống trong ngôi nhà số 21 này bởi vì là có một cái tin tức là kẻ sát nhân vào trong căn nhà này và không đi ra để chứng tỏ hắn sống trong này ý. Và tên sát nhân này lại là một kẻ dân hàng loạt đấy, thế là câu chuyện nó gây cả trở nên kịch tính hơn khi mà mọi người đều biết đến cái tin rằng có một kẻ sát nhân sống ở trong căn nhà này, và tất cả những trong căn nhà này trở nên nghi ngờ lẫn nhau và họ rối loạn hết cả lên ý, họ bấn loạn lên ý. Và những người trong này họ đều có cái nét rất là hay ho. Rồi có cả một cặp đôi mà ông chồng này vô cùng sợ vợ. Mình vừa cười cái này, chuyện này thì nó sẽ không có, cũng có những cái yếu tố để có thể suy luận, và mình thì không suy luận ra được. Đương nhiên mình không phải là cái kiểu mà mình sẽ rút ra được các thông tin trong chuyện để sau đó suy luận ra một cái gì đấy đâu. Mình chỉ đơn giản là mình đoán thôi. Thì mình đến về sau mình bắt đầu có nghi ngờ ấy, thì mình cũng đoán ra được thủ phạm là cái gì. Thì thủ phạm có vẻ như là đến giờ bà Bi đi chơi nên là lại ngồi đây để rình. Bà này hay thật dữ dỗ. Đấy, cứ kiểu cái cuốn xúc này. Nhìn này. Ai đấy? Đây là ai đấy? Cứ kiểu đô ra đấy bà Bi. Sợ thế này. Bà này cứ mỗi lần ngủ trưa xong là lại bà lại dở trò này đấy mọi người ạ. Với cái cuốn sách này thì cái thú vị ở chỗ là chúng ta được nhìn những cái tương tác, được cái quan sát cái tương tác của các nghi phạm trong chuyện, và họ cẩn thận, họ trao đổi lẫn nhau và họ cũng đoán là thủ phạm có thể là ai, và họ nghi ngờ từng nghi phạm, tức là họ nghi ngờ lẫn nhau nữa, và cuối cùng họ suy ra được là thủ phạm có thể là người này. Đặc biệt cảnh sát rất là phế, đương nhiên là cảnh sát cũng bắt người rồi bắt nhầm, sau đó lại thả ra rồi lại bắt người khác, bao nhiêu người đó, nó như kiểu làm giảm cái sự uy tín của cảnh sát vậy. Và đến cuối chuyện thì tác giả có cho chúng ta một câu hỏi là mọi người đã kiểu đây là lần cuối cùng, như kiểu lần cuối cùng mọi người có thể suy luận ra thủ phạm vì mọi sự kiện đã có sẵn rồi, thậm chí tác giả còn nhắc rồi đấy, thì hãy tìm ra thủ phạm đi trước khi đấy, hãy tìm ra thủ phạm đi. Thì mình cũng có đoán được đúng thủ phạm ấy là trong tầm mấy phần trăm, 90%, đúng đến 90% thủ phạm. Vì thủ phạm nó còn gọi là siêu cũng không siêu, nhưng mà nó nhỏ gọn hơn như thế so với cái dự đoán của mình. Cuốn này thì nó có cái dạng nó không được nghiêm túc ấy, chúng ta đọc theo cái kiểu là không nên đánh giá, không nên coi nó là nghiêm túc. Đấy, đặc biệt là cái yếu tố mà tác giả viết xây dựng nên cái hình tượng thủ phạm nó hình tượng của cảnh sát ấy nó phế, như kiểu châm biếu cảnh sát là bất tài ấy. Rồi cuối cùng đó là cuốn Tiếng Chó Chu Trong Đêm của Eric Aristani Gardner. Cái chó này thì không chu mà chỉ có sủa thôi, mà tiếng sủa rất là chói.
Con chó này thì lại chu. Mà trong chuyện này thì nó là nói về luật sư Perry Mason là một nhân vật điều tra cũng trong một series của tác giả này. Và Perry Mason vì là luật sư cho nên sẽ điều tra theo kiểu của luật sư và có sử dụng những cái yếu tố của pháp lý. Cái về những cái chi tiết liên quan đến pháp lý và tòa án thì thực ra mình không quan tâm lắm và mình đọc nó đọc lướt thôi trong cuốn này. Về cuốn này thì là nói về một cái anh chàng, anh ấy đến Perry Mason và nói rằng là tôi muốn viết di chúc ấy, kiểu kiểu viết di chúc cho một người này, và nói rằng là cái tên gã xấu này mà anh ta anh hay theo dõi ấy, thì là gã ấy hay thả chó để tạo ra các tiếng chu cho và làm phiền khiến cho anh ấy phát điên, và anh ấy bảo là đây là một âm mưu rất là kinh khủng. Thì đấy, cái việc tiếng chó chu nó là một âm mưu, thế nên là anh ta cảm thấy là có một cái gì đó rất nguy hiểm đêm. Thế là Perry Mason cũng cảm thấy có gì đó nó rất là đáng ngờ ấy, bởi vì tiếng chó chu này nó không chỉ đơn giản là chó chu đâu mà nó còn là một cái gì đó khác chứ, và nó sẽ ẩn ẩn sâu vào làm một cái kế hoạch thâm độc nào đấy. Và đúng như in Perry Mason nói, đã có chuyện xảy ra. Đấy là cái điều vô cùng là đáng sợ ở trong chuyện này, là một cái chi tiết rất là nhỏ thôi nhưng mà nó chính là để che giấu một cái âm mưu thâm độc về sau. Và Perry Mason sau đó thì còn dính líu đến một số vụ mất tích này, rồi lại một án mạng này, và Perry cũng phải thực hiện rất là nhiều những cái hành động mà nó vượt quá, có vẻ như vượt quá cái giới hạn của một luật sư, đến cái mức mà có một cái anh thám tử mà Perry hay thuê để điều tra hộ cho mình này, với cả cô trợ lý đều kiểu hỏi là kiểu anh là liệu anh có làm đang bị vượt quá cái giới hạn của mình hay không ấy, vì vì là mọi thứ đang kiểu lên cao rồi, nó đang rất là kịch tính rồi, vì vì hóa ra là cuối cùng thì tất cả mọi thứ đều theo kế hoạch của Perry cả thòng thôi. Thì nhưng mà thực ra như đọc cuốn này thì đến về sau mình không không thực sự là quá hiểu 100% luôn nhá, nó vẫn có nhiều cái chi tiết rất là khó để hình dung ra được ấy. Và một cái nữa là kiểu bởi vì cái vụ án này nó quá phức tạp, thế là mình vẫn có thể hiểu theo cái kiểu là hình dung ra được cái mô típ vụ án sẽ như thế và cái cách gây án nó từng hướng một như thế, nhưng mà để chắp ghép lại tất cả thì mình vẫn đang gặp khó khăn đi trong việc hình dung rõ ràng trình tự và lý do, bởi vì cả nhiều cái nó quá phức tạp. Chuyện này thì nó theo có một cái độ phức tạp nhất định, mình cảm thấy hơi hơi khó hiểu nhiều chỗ. Còn nữa, còn một cái về phần pháp lý là tòa án, rồi những cái từ có một cái mà Perry Mason có giải thích về những cái thuật ngữ liên quan đến tòa án ấy, luật sư biện hộ này nọ, bởi vì làm Perry Mason là sẽ làm việc với thân chủ. Bởi cái lưu ý liên quan đến nhân vật điều tra này thì lại là luật sư ấy. Mà luật sư thì không cần quan trọng là thân chủ mình giết được hay không, đúng không? Miễn là phải làm mọi thứ vì lợi thân chủ. Đương nhiên là nếu có cái gì liên dính líu đến luật pháp thì vẫn phải có một cái nghĩa vụ riêng, nhưng vô hình chung thì vẫn là phải làm theo lợi ích của thân chủ đấy. Chính vì cái yếu tố là phải làm vì thân chủ nên Perry Mason mới phải có những cái hành động như vậy. Nó đôi khi rất là liều lĩnh nhưng mà lại cần thiết để minh oan được cho thân chủ của mình đó, vấn đề như thế đấy. Dù sao cũng là một cuốn sách rất là hay, có một cái twist rất là bất ngờ. Thế là mình đã nói xong về những cuốn sách ngắn có thể đọc trong một ngày hoặc là trong vài tiếng nếu có ngồi ngồi tập trung đọc, và đây là những cuốn trinh thám. Nếu mọi người có thêm những gợi ý gì về những cuốn trinh thám mà ngắn gọn đọc trong một ngày để cho những người bận rộn thì recommend trong comment. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau. Bye.